các bạn thân mến thì hôm nay là 20 tháng 11 thì tôi tranh thủ tách tách cho chồng mấy cái kiếm thì kia tôi cũng trồng được mấy chậu cái rồi thì bây giờ nó nhiều thân này mình tách ra thì tất nhiên chia sẻ một vài thân thôi thì còn mình trồng mình nói chung thì mỗi người cũng sửa cho chơi thì tôi trồng một số cái để sổ hoa thì mình cũng đặt tên kiếm thì cái kiếm tiên vũ kiếm nô hội này kiếm tiên vũ này đây nó hội như của bạn ấy ở An Giang chưa gửi này tôi trồng đây trông rất đẹp này, các bạn thế hôm nay có hai cái kiếm tiên vũ là cái một là 250.000 cái hai là 300 cái nó hai nhánh thì còn kiếm tiên vũ này thì hoa hết thì không biết thì trước thì tôi sưu tầm một số thì người ta ấy thì mình về mình cứ trồng thôi còn đây kiếm đất côi này kiếm được côi thì mới trồng cái này là tách để chậu ra này ừ, tôi tách một số chậu tôi trồng này trồng một chậu to để cho nó nó tốt nó đẻ được chứ chậu mấy cái chậu nhỏ nhỏ là nó mãi nó lớn ừ, nó chặt này. Ừ, đấy cần kiếm đất côi rừng đất côi thì hôm nay tôi lấy mấy cái là lá rất đẹp ừ, thân nó cũng ngắn đây lá rất đẹp đấy, các bạn thấy như cái này là một hình bảy 150.000 thấy chưa các bạn thấy rất là phê lá rất dài và rất đẹp thì còn trồng nó lên nó như thế nào còn có cái đây thì ngắn tí này đấy thì vài chi tiết thì bà nào quan tâm thì có thể là siêu tầm thì hình một hình hai là kiếm kiên vũ đấy cái này lá rất to đấy thì các bạn thì nhiều khi kiếm thì nhiều bạn cứ hỏi lá xem bao nhiêu thì tôi cũng lấy đo uh, hôm qua tìm thấy kích thước rồi như cái này của nó dài dài 35 cm này đây là ná to chỗ to này. Ná nó 4 cm này các bạn này. Đây này. Mà để thẳng này chứ không phải để cong, nhiều người cong. Cái bên này. Cái bên này hơn 4 cm. Chắc 41. Cái này rất đẹp 250 000 kiếm tiên vũ. Bạn nào ưng thì xin làm. Cái này nó có à đây này mầm nó đây này các bạn này. Đấy, mầm một mầm bên này bên này mầm nó ra chưa biết. Mầm bên này thì chưa. Đây mầm bên này lên này rồi. Thì cái này về trồng này thì nó bén rẻ nên rất đẹp, cây này lá rất đẹp các bạn. Này. Đấy. Đây này, mấy đứa nó cứ hay bảo xanh xanh ở đây các bạn nhìn nó cũng xanh đét này. Cái này 250 000 nghìn. ôi 250 000 rẻ quá. Đấy, có một mầm đây đấy là tiến vũ cái thứ hai này thì nó được hai thân là 300.000 trăm nghìn ba trăm nghìn nhưng cái này nó chuẩn bị nó nứt chưa đây là cái này nó bé này nó đã nứt mầm nữa đây cái cái này thì tôi thấy người ta ấy kiếm người ta hay nói đây cái này một mầm này cái này lá của nó nó nhỏ hơn tất nhiên là nó trọng nó bé này nó phát triển nó kém hơn tí thôi thì tôi đo như của cái này của nó Cái này thì Được 3,7 Cái này Cây này thì nã chưa được 4cm Tất nhiên là trồng nó theo Nã chỗ này thì Nó cũng gần được Nó 3cm này như cái này nó phát triển đấy Cái 300 nghìn chiều dài của nó đây này. nó được khoảng 40 cm hai tôi hay đo gàng hay dễ đấy thì các bạn này tiên vũ một cái hình một là 250.000 cái thứ hai là 300.000 còn đây là còn 5 cái hình nó hội thì tôi để ba cái này là mỗi cái 100 này các bạn nô hội này rất đẹp này nô hội nhóm lá không to phết đây này, này đây này có cái lá to to này nó nó gần 3 cm này trông thế thôi nhưng lá nô gội mà nó cũng gần được 3 cm đấy các bạn đây các bạn thấy chưa đấy nó cũng được gần 3 cm cái hình ba này 100 cái này nó dài đấy chỉ 30 cm là đến đây này. cái lá dài nhất là 30 cm đấy hình ba là 100 hình 4 này 100 mấy cái này là của đắc côi cái này cũng được 3 4 thân này. 4 4 thân bốn thân lá ngắn thôi đây cứ hình dung các bạn hơn một gang một tí này hơn một gang nó cũng khoảng 30 cm này đấy lá nó nhiều cái lá rất là to này đấy nó cũng sấp xỉ 3 cm này đấy trông thế thôi gần 3 cm lá rất to ừ, hình ba đây là ở à, đây là hình 4 là 100 000 nghìn sang hình năm đây là 100 nghìn cũng kiến đắc côi cái này được ba thân này mới một cái thân đây nữa này mà miếc cái này thì nó nhiều thân thì nói tiếng này thì cái này cũng 100 nghìn của đắc côi hình năm đấy tôi cứ đo thử mấy cái lá các bạn xem bởi vì các bạn cũng cứ hay hỏi lá nước to hay bé đây này nó cũng xấp xỉ ba cái này này các bạn thấy chưa xấp xỉ 3 cm đấy dòng mấy cái nô hội này là dòng lá rất là to đấy hình hình năm đã côi tất nhiên người ta bảo nô hội như tao tôi cũng không hình dung được cái nó phân biệt giữa nô hội và tiên vũ và những gì chỉ có cây tôi cây lá nồi lá, lá to và lá lá ngắn hình 6 này 120 trăm hai nghìn nó cả một cái cục này đây các bạn thấy màu vàng ươm lá nó màu vàng, ươm ngắn đây này nó chỉ được lá nó hơn 10 cm này. tất nhiên mình về mình trồng nó lên thế nào thì thì không biết. Cái này thì lá nó bình thường nó chỉ nó cũng 2 cm thôi. Đấy. Cái này rất đẹp này, cả cái cục củ này. Đấy những cái nó gãy người ta cắt hết này. Còn thân của nó thì nhiều. Đấy nó ngắn này, 10 cm này, lá 10 cm, 12 cm này. Đấy các bạn nhìn xuống một cái đỏ đỏ Hình 6 là 120 nghìn Sang hình 7 nó 150 nghìn Cái này củ nó rất to này các bạn Đấy trông thế nó củ to phết này Ná cũng to đấy chứ Đấy những cái ná trông nó rất đẹp này. Như ná này đây này sắp xỉ 3cm là 2 8 Đấy sắp xỉ 3cm này Chiều dài của nó thì đấy Cái này là được 25, năm 26 cm chứ mấy. Cái này rất nhiều củ, đây củ rất to này. Còn đây thì cái này trồng xuống thì là nó nó cả cái cục này trồng dễ sống thôi. Đấy các bạn thấy đẹp không? Lá rất to và dày. Đấy củ này rất to này, tôi đo. Đo chiều ngang của cái củ này chắc cũng to này. Ná Lá nó đi rừng về một số cái đây, củ nó to ngang khoảng 5 5 cm này. Nó ngập ngập trong này. Cái này 150 000 nghìn Đấy thì hôm nay thì tôi cũng chỉ đưa mấy cái này thôi còn tôi cũng đang trồng tôi lấy chấu này, sơ dừa này. Mấy rác rơm mấy cát. Đấy tôi vẫn chưa cho thêm cái rơm, Dơm rơm dơm, mục ấy. Dơm mục thì tôi đi lấy về nó mục mục thì tôi lấy vào đấy. Đấy thì thì hai cái, cái, kiếm thiên vũ này một cái này là 250.000 một thân lá rất to cái này hai thân 300.000 còn nó gọi từ cái 3 hay 4 năm là mỗi cái 100.000 cái 6 là cái củ ngắn ngắn này là 120.000 cái 7 này là 150.000 cái củ rất đẹp củ rất to đấy thì bạn nào ưng thì siêu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207 video này để tôi làm đây là kết thúc xin cảm ơn và chào và tạm biệt các bạn